Lần này vẫn ăn mặc rất chuẩn, ba giám khảo không có vẻ chuyên nghiệp lắm đã có mặt. Bắt đầu vòng kiểm tra thứ nhất, 6 cột đều có 3 nhóm đồ vật. Mỗi nhóm đều có một đồ vật giả làm bằng bánh kem. Giám khảo có 30 giây để phân biệt, vẫn là ở khoảng cách 2,5 mét. Các khán giả cùng tìm xem nhé. Vẫn câu nói cũ, đừng tưởng là đơn giản. Bọn họ ở trường quay, không nhìn thấy góc quay cận cảnh như bạn đâu. 30 giây trôi qua, các bạn đã có đáp án chưa? Các giám khảo sau một hồi bàn tán đã có đáp án. Lại đến khoảnh khắc sở trường của Miki. Đầu tiên là kiểm chứng cái bánh kem do Spirit làm. Giám khảo chọn số 1, chân tướng sắp được tiết lộ, lại là cảm giác mềm mịn khi cắt xuống. Spirit lắc đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Tiếp theo là đến Crash, thí sinh lớn tuổi nhất. Các giám khảo chọn găng tay đấm bốc số 3, lý do của bọn họ là phần miệng găng tay hơi lỏng lẻo. Vậy thì để Miki cho chúng ta đáp án. Đây vẫn là một miếng bánh kem. Xem ra ban giám khảo hôm nay khá lợi hại đấy. Mới bắt đầu đã ghi được 2 điểm liên tiếp. Có thể nhận ra nụ cười đượm vẻ thất vọng của Crash. Thôi thì chúng ta đau lòng vì anh ta một chút vậy. Tiếp theo đến lượt quả bóng Bosu do Kaylor làm. Lần này giám khảo chọn số 5, Miki không nói nhiều, lấy dao ra cắt. Hay thật, đây lại là bánh kem, không tính góc quay cận cảnh, nhìn thế này là biết giả rồi. Không biết giám khảo lần này lợi hại hay thợ làm bánh quá dở, hoặc là món đồ cần làm giả có mức độ quá khó. Ban giám khảo đã ghi 3 điểm liên tiếp, nhưng vẫn còn 2 tác phẩm còn lại, để xem có thể ngăn giám khảo ghi 5 điểm liên tiếp không. Lần này ban giám khảo chỉ có 20 giây quan sát. Một lần nữa mời các bạn đang xem chương trình này cùng phân biệt thật giả nhé. Nhóm đồ vật thứ nhất là tấm thảm yoga. Có thể thấy món nào cũng có điểm khó phân biệt. Tiếp theo là túi xách ở nhóm đồ vật thứ hai. Được rồi, đã xong 20 giây. Các giám khảo sau một hồi bàn tán đã có đáp án. Tiếp theo Miki sẽ kiểm chứng tác phẩm của Liz. Ban giám khảo chọn số 2. Chết tiệt, lại đúng nữa rồi. Ban giám khảo của tập này chắc là đến gây rối rồi. Không chỉ thí sinh ái ngại mà MC cũng ngượng ngùng. Anh ta xin thí sinh hãy ngăn lại việc giám khảo ghi 5 điểm liên tiếp. Để xem cái bánh kem túi xách của Justin có lấy lại tôn nghiêm của chương trình không. Lần này ban giám khảo chọn số 3. Lý do của họ là phần quay xách nhìn giả quá. Vậy thì để xem ban giám khảo có thật sự lợi hại không. Tiêu rồi, lại là cảm giác mềm mịn khi cắt vào. Vậy là không ai có thể ngăn cản việc ban giám khảo ghi 5 điểm. Tình huống này lần đầu tiên diễn ra suốt 2 mùa. Bởi vì bánh kem của 5 thí sinh không thể qua mắt được ban giám khảo, cho nên chỉ có thể chọn người thắng cuộc từ mùi vị. Mất khoảng 150 phút tiến hành nếm thử, giám khảo đã chọn ra cái bánh kem ngon nhất, chính là bánh kem găng tay đấm bốc của Crash. Đáng tiếc là Justin chỉ tham gia một vòng đã bị loại. Tiếp theo là vòng thi nhân đôi phần thưởng cho người thắng cuộc. Chỉ cần tìm ra hộp protein làm từ bánh kem thì giải thưởng có thể được nhân đôi đến 10.000 đô. Lần này thời gian chỉ có 15 giây, mời các khán giả xem chương trình này cùng đoán nhé. Không biết các bạn đã tìm ra sơ hở chưa, nhưng tôi không nhìn thấy vấn đề ở đâu cả. 15 giây cứ thế trôi qua, Crash lo lắng đưa ra đáp án. Anh ta chọn hộp protein số 1, lý do vẫn là dựa vào trực giác. Vậy thì để Miki rút dao ra thử vậy. Hay quá, chúc mừng Crash được nhân đôi phần thưởng đến 10.000 đô. Ở tập trước, Crash thí sinh lớn tuổi nhất đã chiến thắng nhờ vào mùi vị của bánh kem. Đã có 2 thợ làm bánh bị loại, tập này vẫn là 8 thợ làm bánh bắt đầu vòng thi tìm kiếm bánh kem. Trường quay ký túc xá đại học có một cái bánh kem. 4 thợ làm bánh tìm ra bánh kem sớm nhất sẽ tham gia vòng đấu loại. Bọn họ có 20 giây để lựa chọn, họ vẫn phải quan sát ở khoảng cách 2,5 mét. Theo tiếng hiệu của Miki, các khán giả xem chương trình này có thể cùng tìm xem. Các bạn cảm thấy đống sách này giống không? Hay là thùng bia này? Có rất nhiều món đồ trong trường quay. Trong thời gian ngắn tôi cảm thấy mức độ này không hề đơn giản chút nào. Không biết đã có đại thần nào biết đáp án chưa? Sau khi 20 giây kết thúc, các thí sinh phải đưa ra đáp án. Tiếp theo là đến thời khắc giết chóc của Miki. Đầu tiên là kiểm tra những bộ đồ thể thao. Chỉ có Miko chọn thứ đó. Lý do của anh ta là dựa vào trực giác. Đáng tiếc đây không phải là bánh kem, cho nên Miko hết vui nổi nữa rồi. Tiếp theo là kiểm tra ba lô đi học. Anh Crash, người chiến thắng ở tập 2 đã chọn nó. Lý do của anh ta là phần màu nâu có chỗ lồi lõm. Vậy thì để Miki rút dao ra để kiểm tra. Đây là ba lô đi học thật sự. Nụ cười của anh Crash cũng đượm vẻ thất vọng. Món thứ ba cần kiểm tra là tủ lạnh. 4 thí sinh nữ đều ăn ý chọn nó. Để xem trực giác của phụ nữ có phải lúc nào cũng chuẩn xác không. Được rồi, đây đúng là bánh kem. Từ góc quay cận cảnh ta có thể nhìn thấy rất rõ. Những người đoán đúng hãy tự khen mình đi. Cho nên vòng đấu loại sẽ diễn ra giữa 4 cô gái này. Tiếp theo là thời gian chọn món đồ để làm giả. Dania, người tìm ra cái bánh kem nhanh nhất, chọn món chung. Kaylor chọn đàn ukulele. Liz chọn bộ đồ thể thao và nón. Còn Spirit chọn làm giả máy in. Tiếp theo là quá trình làm bánh kem kéo dài 8 tiếng. Thời gian tuy rằng rất dài, nhưng một người tử tế như tôi sẽ tiếp tục đưa mọi người xuyên không. Để tiết kiệm 8 giờ tuổi thọ của các bạn, hành động tử tế này xứng đáng được nhấn thích, đăng ký và chia sẻ. Bánh kem và ban giám khảo đã vào vị trí. Các bạn khán giả đang xem chương trình này hãy thử làm giám khảo một lần.
Chỉ có 2 món đồ được làm bằng bánh kem. Bạn và giám khảo phải chọn ra đáp án trong 20 giây. Vẫn là câu nói cũ, những thí sinh và ban giám khảo ở trường quay sẽ không nhìn thấy góc quay cận cảnh tràn màn hình như bạn. Cho nên ngay cả các bạn cũng không nhìn ra sơ hở. Có thể tưởng tượng được việc này ở trường quay sẽ khó khăn đến mức nào. 20 giây đã hết, buồn cười là ban giám khảo bàn tán một hồi, nhưng vẫn không đưa ra đáp án kịp lúc. Điều đó có nghĩa là tác phẩm của họ đã lừa được ban giám khảo. Cho nên Kaylor và Dania trực tiếp được vào vòng tiếp theo. Nhưng MC cũng tốt bụng như tôi, anh ta cũng đưa ra đáp án cho ban giám khảo. Thật ra đàn ukulele số 3 mới là cái bánh kem mà Kaylor làm. Các bạn giám khảo ở trước màn hình đã đoán đúng không? Tiếp theo ban giám khảo nghĩ cái bánh kem còn lại là số 4. Nhưng Miki hạ dao xuống mà thứ đó vẫn không phản ứng. Cho nên hôm nay ban giám khảo có vẻ hơi dở một chút. Thật ra tác phẩm của Dania là số 6. Một nhát dao đi xuống rất mịn. Tiếp theo là vòng tìm kiếm bánh kem thứ 2. Lần này là tác phẩm của Spirit và Liz. Cùng một quy tắc cùng một thời gian. Các bạn khán giả đang xem chương trình này hãy thử tìm xem. Giây sắp trôi đi, các bạn đã có đáp án chưa? Ban giám khảo bàn tán một hồi đã đưa ra đáp án. Đây lại là lúc biểu diễn của Miki. Đầu tiên phải kiểm tra máy in số 5. Đây là tác phẩm của Spirit. Lý do ban giám khảo đưa ra là bề mặt của máy in có vẻ quá gượng gạo. Vậy thì để xem đây là thật hay giả. Đây không phải là bánh kem. Ban giám khảo lại thất bại. Thật ra tác phẩm của cô ấy là số 3. Từ góc quay cận cảnh này ta có thể thấy nó rất giả. Chúng ta vẫn chưa kiểm tra tác phẩm của Liz. Giám khảo chọn số 2. Lý do của họ là đống quần áo này có vẻ lỏng lẻo. Là thật hay giả thì cứ đợi Miki dùng dao kiểm tra là biết. Được rồi, đây là bánh kem. Từ góc quay cận cảnh này ta có thể thấy nó rất giả. Rõ ràng Liz hôm nay không thể hiện đúng phong độ. Bánh kem con cua ở tập 1 không chỉ lừa được tất cả khán giả ở trường quay, còn lừa cả hàng triệu người xem. Bị loại như thế hẳn sẽ rất đáng tiếc, nhưng cuộc thi vẫn phải tiếp tục, bởi vì ba thợ làm bánh khác đều lừa được giám khảo. Cho nên phải dựa vào mùi vị để chọn ra người thắng cuộc. Ba vị giám khảo sau khi đã nếm thử các tác phẩm, lại bàn bạc với nhau, cuối cùng người chiến thắng thuộc về Dania. Đây là lúc phần thưởng được nhân đôi. Hai ba lô này có một cái là bánh kem. Chỉ có 15 giây. Xin mời các khán giả đang xem cùng quan sát nhé. Cho dù góc quay cận cảnh như thế, nhưng tôi thật sự không nhìn ra đâu là bánh kem. 15 giây trôi qua, Dania đưa ra đáp án ở giây cuối cùng. Câu trả lời của cô ấy là túi số 2. Miki sẽ cho chúng ta biết đáp án ngay. Hay quá, Dania lại đoán đúng nữa rồi. Có nghĩa là tiền thưởng 5.000 của cô ấy đã được nhân đôi thành 10.000 đô. Vòng thi này đòi hỏi nhãn lực. 7 món đồ trước mặt có một món được làm từ bánh kem. 4 thợ làm bánh phải đưa ra câu trả lời trong 20 giây. Người trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ có được quyền ưu tiên ở vòng 2. Các bạn khán giả đang xem hãy cùng chúng tôi tìm nhé.